Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận một tốc căn HGV bằng cơ khoán bằng 1 BTC nha tất cả anh em. Đây là một dự án của Hàn Quốc. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Thì các bạn mở cái link form ra, thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn chỉ việc join vào kênh Telegram group của nó nghe tất cả các bạn. Thì các bạn điền lại thông tin là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng anh 4.1 nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ ba thì các bạn bắt vào địa chỉ RC20, các bạn lấy địa chỉ bên dưới chút wallet Vitamax. Tin tôi cần chạy tảng RC20 nha các bạn. Rồi thì các bạn chỉ việc bấm gỡ thôi các bạn. Thì tốc căn này dự án Hàn Quốc mình chưa biết lên sàn nào các bạn. Sau này nó có về thì mình sẽ chat mình mới biết được các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận một tôi cần HGV đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.